Vâng, tôi thấy điểm yếu cố hữu của Man City luôn luôn là những cái tình huống chống phản công, và nếu như một tiền vệ phòng ngự mà không làm được tốt cái nhiệm vụ phòng ngự của anh ta thì rõ ràng là cái khả năng đánh chặn từ xa là không tốt, đúng không ạ? Vậy thì khi so sánh Gundogan với Fernandinho thì sao? Một cái người mà rõ ràng là chưa bao giờ anh ta đá ở cái vị trí tiền vệ phòng ngự ở mùa giải năm nay, anh ta chỉ đá trung vệ thôi. Vậy thì liệu rằng Fernandinho có được lựa chọn ở vị trí này hay không? Và cái điểm ưu điểm của cái cầu thủ này là gì? Tôi đã suy nghĩ rất là nhiều về cái trận đấu cuối tuần này, và rất có thể là Pep Guardiola sẽ đưa Fernandinho trở về vị trí quen thuộc của anh ta. Và chúng ta cùng đến với những tình huống mà Fernandinho đã làm rất tốt trong cái trận đấu với Liverpool ở những trận đấu trước. Với một cái tình huống mà bị phản công và tư thế rất dễ bị phản công, thì Fernandinho đã đưa ra một cái sự chọn lựa tôi nghĩ rằng là không thể tốt hơn. Đây là một trong những tình huống như vậy, tức là sau khi đối phương tranh chấp và có thiên hướng lấy được bóng, thì với cái khoảng cách khá là xa thì Fernandinho đã có ý thức là pressing ngay, tức là ý thức của cầu thủ tiền vệ phòng ngự đã thể hiện rất rõ, đánh chặn từ xa. Và cái cách chơi như vậy nó đã khiến cho Man City không bị những tình huống phản công một cách hiệu quả của đối phương. Vậy thì chúng ta sẽ cùng so sánh xem là những cái tiền vệ phòng ngự của câu lạc bộ Man City vào lúc này thì họ có ưu và nhược điểm như thế nào. Với Ilkay Gundogan thì chúng ta nhìn thấy rằng những cái chỉ số về phòng ngự như tắc bóng này, cắt đường truyền này, tranh chấp bóng bổng này, hay thậm chí là một cái tình huống, một cái chỉ số đó là chỉ số phạm lỗi. Đây là một cái chỉ số mà có thể là nhiều người không để ý đến, nhưng mà cái chỉ số phạm lỗi này là một chỉ số cực kỳ quan trọng trong chiến thuật, đúng không anh Như Thuật? Vâng, chắc chắn là như vậy. Khi mà đối phương mà đã vượt qua khỏi tầm với của mình rồi thì mình sẽ phải phạm lỗi chiến thuật. Với cái điều này thì Ilkay Gundogan không được như Rodri hay là Fernandinho. Đây là những cái thống kê của chúng tôi về Fernandinho trong mùa giải 2018-2019, mùa giải năm ngoái, không phải là mùa giải năm nay, bởi vì năm nay anh ta chưa đá ở cái vị trí đó như một lần nào cả. Vậy thì khi nhìn vào những cái con số thống kê này thì anh Như Thuần, anh lựa chọn tiền vệ phòng ngự nào cho trận đấu sắp tới? Chắc chắn là chúng ta sẽ loại Rodri, bởi vì cầu thủ này đang bị chấn thương dài hạn. Và cái việc mà như chúng ta đã phân tích những cái sai lầm gần đây của Gundogan ở vị trí tiền vệ phòng ngự, thì tôi nghĩ rằng ở trong trận đấu tới với Liverpool, Pep rất có thể sẽ đưa Fernandinho trở về vị trí quen thuộc của mình. Chamberlain trong những trận đấu gần đây anh ta đang có phong độ tốt, và đặc biệt là những trận đấu với Man City thì cầu thủ này cũng thể hiện được một phong độ rất tốt. Ở mùa bóng năm vừa rồi thì chúng ta đều nhìn thấy là trong một trận đấu với Man City thì Oxlade Chamberlain đã có một tình huống ghi bàn bằng một tình huống sút xa. Tôi nghĩ rằng là rất ít các cầu thủ tấn công bên phía Liverpool có được những tình huống như vậy. Và đây cũng có thể là một cái giải pháp cho Jurgen Klopp khi mà đối đầu với cả Man City. Một tình huống sút xa lên đến khoảng 25m và bóng găm thẳng vào góc lưới. Và đặc biệt trong những trận đấu gần đây khi Liverpool phải thi đấu với Genk ở UEFA Champions League thì Chamberlain cũng có một tình huống ghi bàn bằng chân trái với một cái lực sút cũng khá là tốt. Và tôi rất thích cái tình huống này vì đó là một tình huống mà anh ta phải xoay 180 độ. Tuy nhiên thì cái cảm giác không gian về cầu môn của anh ta là rất tốt. Và tôi nghĩ rằng cái sự lựa chọn của Jurgen Klopp về Chamberlain tôi nghĩ rằng không thể bỏ qua trong trận đấu này. Vâng, Chamberlain là một cầu thủ có tố chất về vật lý, anh ta di chuyển bóng rất là nhanh, cũng đưa ra quyết định cũng rất là nhanh. Và cái điều mà người ta nhìn thấy ở Oxlade-Chamberlain đó là cái khả năng tạo ra một cái sự đột biến. Với Oxlade-Chamberlain thì cái số trận ở trong tính từ mùa giải năm 2017-2018, những con số thống kê về hàng tiền vệ của Liverpool như thế này: Oxlade-Chamberlain chỉ thi đấu 60 trận thôi nhưng đã có tới 8 bàn thắng. Nếu như chúng ta đem so sánh với những người còn lại như Wijnaldum 107 trận mới có 9 bàn thắng. Trong khi đó James Milner là người chuyên gia đá penalty của các cầu thủ Liverpool thì anh ta cũng chỉ có 7 bàn thắng thôi, và cũng thi đấu nhiều hơn gấp rưỡi so với cầu thủ Oxlade-Chamberlain. Và rõ ràng rằng là cái tỷ lệ để mà Oxlade-Chamberlain có thể bùng nổ ở trong những trận đấu quan trọng là có, đúng không ạ?